Kính thưa cô giáo Phạm Thị Minh Ngọc, Giám đốc Trung tâm Công ty Cổ phần Giáo dục Ê Linh. Kính thưa bác Phùng Thị Ngọc, bác Nguyễn Minh Đức, Phó trưởng ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường, cùng toàn thể các bác đại diện cho cha mẹ học sinh của các lớp, đại diện cho cha mẹ học sinh của những học sinh tham gia chương trình Rung Chuông Vàng ngày hôm nay. Kính thưa các thầy giáo, cô giáo, các con học sinh thân mến, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, trường Trung học cơ sở Phú Diễn A luôn quan tâm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh, tạo môi trường học tập và rèn luyện giúp các con của nhà trường phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, trở thành người học tích cực, tự tin, biết vận dụng các phương pháp học tập tích cực để hoàn chỉnh các tri thức và kỹ năng nền tảng, có ý thức lựa chọn nghề nghiệp và học tập suốt đời, có những phẩm chất tốt đẹp và năng lực cần thiết để trở thành người công dân có trách nhiệm, người lao động có văn hóa, cần cù, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu phát triển của cá nhân và yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước trong thời đại toàn cầu hóa và mạng công nghiệp mới. Việc tổ chức chương trình Festival Tiếng Em năm 2023 ngày hôm nay của nhà trường cũng là một hoạt động hướng tới mục tiêu đó. Hy vọng rằng với sân chơi trí tuệ ngày hôm nay, chúng ta thêm tự hào là con cháu của một dân tộc anh hùng có truyền thống hiếu học, thông minh, tài trí, thêm tự hào về những công dân của Bắc Từ Liêm, những công dân của phường Phú Diễn, những học sinh của Trung học cơ sở Phú Diễn A. Tôi hy vọng rằng không chỉ có 100 thí sinh trực tiếp tham gia cuộc thi Rung Chuông Vàng, mà tất cả chúng ta sẽ đều vượt qua khó khăn và thách thức, chiếm lĩnh đỉnh cao của cây tri thức. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc Festival Tiếng Anh Ngày hội Rung Chuông Vàng năm 2023 của trường Trung học cơ sở Phú Diễn ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu cùng toàn thể quý phụ huynh, thầy giáo, cô giáo, em học sinh. Chúc Festival Tiếng Anh Hội thi Rung Chuông Vàng năm 2023 của trường Trung học cơ sở Phú Diễn A thành công rực rỡ. Xin trân trọng cảm ơn.